Okay, now we look at our grammar. So I want you to go through our present perfect continuous. Okay, khiom nang rumlek bantek tatong chmuoy nang grammar present perfect mun nang yeung chol to dol present perfect continuous. Ok, xong biến khinh slide, xong biến. Xong biến, xuống đây. Chị Công. Xuống phép. Đã, đã được rồi. Mơ mơ khinh slide một rồi, on the screen. Ok, à lấy dương mơ làm bì môn nâng dương châu thư lùng hạp làm bì present perfect continue khi nhóm trong lùng lực rồi khi dương bạn đang làm bì present perfect sân ta present perfect kê pra nâng bì ná hồi bì miên rụp môn nhỏ đôi mà đấy hồi bì thất nực nông tùm đông chẳng đôi mà đấy bà. Ok, à lấy dương mơ làm bì present perfect bà dương and you may not be able to read it, but can you read the definition here? The present perfect is verb and action which finish at home time in the past, but we don't know exactly when. The time is not important. Okay, very good, right? Chính chỉ tu tới này dùng này là bỏ tha present perfect mà present bắt cho bọn là bộ và ta viết sổng bộ nhận mệnh chẳng dương khơi nói thay dương prao và cho bọn là cao sổng bộ và present perfect sổng rạp bị bỏ ní ông bị sẵn cam và phía mũi đại bàn bằng chọc nơi bê na mũi khăn ông là tây đặc cả chẳng dương bị bỏ ní ông bị sẵn cam và phía nơi khăn ông là tây đặc cả đại bằng chọc nơi khăn ông bê na mũi bọn tái dương mình đăng ông bị bây giờ thì bác loa tha vi chọc nơi bê nà bạn chẳng hát mang lại những cái đặt time is not important bạn chẳng dừng ở đăng tha vi chọc nơi bê nà còn này dừng đăng tha vi ai nâng chọc nơi ở đây tại cả nông lý dạng bê nà mũi còn tái dừng mình đăng ông tí phiếp chạy lẹo một vị đôi dừng play chẳng hết nè bạn dừng play chẳng. Ok, dừng mơ tùm rung về bạn nâng nông tùm rung positive bạn hãy ra dụng srop rồi gọi which mean mà srop chẳng khăn ông tùm rung rồi bảo vĩa cứ mean subject bộ chữ mùi nâng have rồi có have hay bộ chữ mùi nâng past participle mình hãy thập verb 3 và verb 7 bảo vĩa bạn chẳng dương trầm nằm have dương ai tự say cắt apostrophe ve và have apostrophe f chúng dùng prarup môn subject plus have và plus participle verb 3 karna subject và subject vật thiên là bao nhiêu chỉ bỏ rót tim muối đôi chỉ ai đi cùng ví và ai nên ví hay thắp bỏ rót tim muối you mà bỏ rót tim pí how day ní chỉ bỏ rót tim bay và bèo hụt vào chân này chẳng ai từng miên subject pronoun bao vì ai we you they cứ dùng prai chữ mùi heo ai chữ prai chữ mùi heo. Ok, ưu tiêu hoa right example right him hui can you read examples? Okay, teacher. Example one, I have bought a lot of books. Two, we have seen your stand along the road. Three, you have eaten a lot of banana. Four, we have left here. Okay, chương dương khơi ưu tiêu hoa là bỏ dưỡng mà subject và subject pronoun dưỡng miền ấy kế miền ai chỉ bỏ tìm muối we bỏ tìm muối và you bỏ tìm pí how they
bà rọc tịt bấy bẻ hụt vào chính năng third person singular chứng dân khơi như lúc bộ môn bỏ dưỡng cư dương pra cho mùi héo mà we have bạn bằng đáy cái xe sọt khẳng ok you have right and they have và chẳng sọt khẳng bạn chứng dân khơi như lúc bộ môn dập chích bột nâng héo hói bột chiều mùi nâng participle như này thập verb 3 bạn verb 3 chứng dân xe mà I have bought a lot of books bạn nhóm bàn tin sự phơi chỉ trả cái này nít con trong bây giờ tha nông ở tây đã cao con bàn tin sự phơi chỉ trả rồi hỏi bị bàn mình chọc hỏi con tái ở đằng p về lý tha np nó ngặt con tin np nào thì chứng p về lý ở bàn chỉ bạc luôn np đại dương pra ở tây đã cao mình chọc sạc cao mà phía phần tay tạc cao đau mình đang ngầm tìm bê thì cho bạn lỗ cứ duyên pra present perfect nhá, present perfect đã. Ok, we seen your son along the way dương bán khơi con pro robot nhé, nơi tam play dương dương bán khơi nơi tam play bằng tay dương mình chăm thế thật ta bên về lý na màu na về bước được về thằng ngay ấy nhưng mà bạn chấm hai chữ dương bạn khơi mà bạn khơi còn đại nơi cả lại chỗ nào mũi nơi tam phật nam phật cái bạn khơi bạn khơi ok nick cứ chỉ không tụng rong positive nè ở lớp dương mưa nơi không mùi tiết dương pra have và hay nick cứ dương pra tại nơi không sắp chích dương chia bờ rót tí bây ảnh bạch chân nặng và third person singular chân hay rồi dưỡng cư dưỡng pra tại chừng mùi he see it và he see it chân he has và he has bought a lot of book see given và mình này ta cả lại nếu mình này ta see have apostrophe nếu mình này ta see have given a gold ring to me okay it apostrophe f mình này it has run away. He has spoken English. Bà, chẳng dương khơi tháng rút của môn tích vi đồ dương như cư dương pra hết nơi khăn ông subject pronoun tại third person singular để bà, chẳng lại như dương thử chạm lại nè. Bà, ok nơi khăn ông bình dương bà đề sạch. Bà, bà đề sạch cư dương mình khó khăn như tên là bình dương bà đề sạch bà dương cư subject bầu trường mùi nâng hết have rồi có have bầu chữ mùi not dưới còn là time not thì hay bầu chữ mùi participle và verb 3 bạn dân dân time not mà have not mà nên haven bạn dân dân say shortcut biết bạn has not mà chữ mùi nên hasn't right bạn chúng tôi cắt vào biển chân dân cụ thể đó I have not bought a lot of books okay we haven't visited Uncle Ward she have not come to school okay. He hasn't met me bạn chẳng dừng khơi đã have not này cứ tới đặt nơi bị cái have ok bạn chẳng vì khai thì chỉ tụm rung bạn để xài tụm rung sùng nua dương cron tài lược bạn cron tài lược bị have rồi có have hỏi bốc cho mùi sập chích hỏi bốc cho mùi nắng participle right example right have you bạn you ni chi subject bạn have ni cứ dừng lược mà hàng một máu bạn have you wash và wash ni cứ participle với cái verb 3 right have you wash your clothes bạn ta này anh miền bạn bao cái nè hai lần nữa right have you wash your clothes right have you received the letter from Kim Seng bạn chẳng dừng khơi ha dừng trong số bây giờ tay đã cá phần tay dương mình đăng pe bị li thằng con bàn phơi hơi ớt bạn đã pe để dương đăng pe bị li thằng con bàn phơi hơi ớt nếu không là tay đã cá cứ dương pra present perfect bạn ok nick cứ chỉ tụng rung sùng nút cứ dương còn tay lược have nâng have mà đặt lời khẳng bút cứ dương một cái chỉ tụng rung sùng nút bạn hỏi bạn ok mùi tiết đại kê cầm nọ sẵn có bạn chỉ tu tư biết ní mà biết time expression đang ở ní mà chỉ tu tới khi prior chỉ mùi nâng present perfect chẳng hạn nhé bạn chứ nhưng mà the government have already bạn
Dương bị tầng ổn nâng, dương hướng bị tầng ổn nâng bà chị tôi tới ai, chị tôi tới khi đặt nơi kháng cao hẹp bà, từ tam sentence bỏ vĩa nâng bà. The government have already, okay, chẳng dương khuyên ta already đi, rụi rõ bà, chẳng ban sân giá bà, pledge đi khi sân giá chẳng, ban sân giá bà, chẳng dương khuyên ta already nít cư dương chỉ tôi tới dương đặt nơi khẳng khao have bỏ chứ bạn bà I have just bà tương tài chứ nhà nói tôi chạy là bị already just yet ever never for seen recently always and now bà chỉ tôi tới dương tra tại bà bị tặng ở nước nơi khôn ông present perfect phong đại bà bạn nít cư chia tạm tôn cho mùi nâng present perfect này. Cứ vì thân là không tùm rộng mạng đang hỏi kê pra vi đam bây bì bò nê ông bì xa phép đá bằng chọc là không nông ở tây đá cáo bằng tái kê mình đang thá vì cạc lạng là bì lạc tê bạc đôi dương xua khí dương chân màu xa là chân dương ạ đăng là khí dương nhằm bài ọt chân dương ạ đăng này bạc chân dương pra present perfect đam bây xua quạt right have you eaten breakfast yet or have you had a breakfast yet bạc chân dương pra present perfect đang bay people này làm việc tại cả cá thả tá quất bàn vừa vì hậu này mà tái dương là đang tháp về liền làm ok tiếp theo chúng mới present perfect nên nhận ông hiên miên trong ngõ lấy thêm muốn nâng lên cho và đó present perfect continuous chẳng vì bởi dương chế present perfect hay continuous vì mình có bảo mẹ dương tê dương còn lại time to be mà time to be này không nông present perfect nên tới vì client để chỉ continuous. Anybody have any question about present perfect? Tiếng tùm rung nâng như dùm này. Yeah. Okay, Vishal, do you have any question about present perfect? No, teacher. Okay, so that means you understand it. I just looking first, but find the question and ask it. Okay. Anybody else? Tula. I'm in the hall. Okay. Lini. Sục Hiên. No. So Chitra. Yes, sir. You have any question about present perfect? No, no, sir. Okay. So if you don't have any question, we move to present perfect. Okay? Present perfect continuous and then we will start a practice exercise. Yes. Okay, now we move to present perfect continuous. Okay, so Chitra, can you read the definition here? Definition: the present perfect continuous is used for an action which begins
sometimes in the past and still continue in the present. Okay, very good. Okay, chẳng dừng mờ nè, nì dùng mình đánh phí nít cứ khó khăn nha. Rồi viên present perfect continuous nâng present perfect. Chẳng dừng khơi anh ta present perfect đại dân riêng ẩm phí ẩm bánh mạnh nít cứ kê pra viết đam bây bí bò rồi ní ẩm phí à tây tạc cá đại ban mình sắc cam và phết đại ban mình chọn một khung nong à tây tạ cá còn tai dương mình đăng pp về lý cho bà lo. Sốm rap present perfect continue. Kế pra vi rip rop ông pi sắc cam và phết bà đại ban chập đa âm nửa pê na mũi nửa khung nong à tây tạ cá đôi khi như đấy còn tai sắc cam và phết lúc vi mình to cho từ khung nong à bắt cho bọn cá mà chẳng dừng khơi khóc nè nữa, nội dung này pin đi, mũi bằng chóp nơi khung ở tay tạc cá, còn tay dương mình đang pê về lịch bạc rồi, mũi tiết bằng chóp nơi cầm pum chập đam nơi khung ở tay tạc cá, còn tay vi bàn bằng to cho bắt cho bọn cá. Chứ dừng mơ tùm rung rồi bỏ viên ta kê thaym ấy bạc kê thaym ta biến hai bốc chữ mùi nâng verb ing ní dì tùm rung rồi bỏ viên chứ tùm rung rồi bỏ viên mình copy tùm rung present perfect để dừng liên mạnh tế cứ sắp chích bốc chữ mùi heo bốc mùi hết bần ta dừng thử bốc chữ mùi biến hai bốc chữ mùi kê giả sắp đại dừng pra nâng hai thaym ing tế bạc chứ dừng mơ tùm rung sọ bỏ tụm đồng sọp lý ní bà chai lốt liêng chán yeah, teacher. Liêng chán à chui an ốc tiêu hò mà yes, I have been watching TV for three hours. She has been thinking since 9 o'clock. Three, she has been sleeping for four, we have been playing football for 2.5 hours. Okay, very good. Bạn chọn. Okay. Lấy nào anh ấy bị phía từ lứa ắt từ này bỏ. Present perfect continuous. Dương mơ nị dung này bỏ viết cứ dương pra present perfect continuous nữa cứ bị bỏ này ông bị sạc cam mà phiếp đại cạn lang nơi khăn ông ạp tay đại cá hai viết sạc cam mà phiếp nước nơi tay bằng to chỗ nơi khăn ông bắt cho bọn là cả bạn chứ dương mơ ưu thọ thì mùi lại I have been watching TV for 3 hours bạn nhóm ba nâng cầm bùng mơ cả bất kỳ tôi bỏ chẳng bạn nhóm ban nâng cầm bung mới tua ở dạng bay màu bạn chân thà ta sạc cam mà phim đại quạt cầm bung mới nữa ngay đại quạt gì nữa ngay ta quạt cầm bung mới tiết lên có quạt chụp mưa hỏi xong bên bạn cầm bông mơ mình to tiền chứng minh đây thằng sạc cam mà phết đại quan này dễ à, dễ cà pì pì màu muốn à, lấy đại quan này dễ đạp dễ quan nơi tái cầm bông mơ tiền chứng minh đây thằng sạc cam phết đi bị ban cà lại cà pì bầm màn màu muốn, còn đại trôn mà đo ở vây đại quan cầm bông dễ quan nơi tái mình to sạc cam mà phết ở lâu nên tiền,
bạn đôi chân gì phải học kê chân là phê đại dương pra I have been learning English for 3 months và nhóm ba nâng ngầm bông riêng sao ông lấy mình học thì giảm phê bây khai dương gì phải học kê chân à lớn ta dân nơi riêng tiền đó mà dân nơi riêng tiền mà dân nơi bông riêng dân ở toàn bàn bọc bằng vì chào tì mà nít cứ chỉ ở tầng này rồi bó present perfect chân bởi xanh dương cứ tháng chương phơ bị ở tầy chặt cao hay mà to mà cho bắt cho mong là cao tiết à nâng dương bà present perfect continue tới mình khó tì mà nó sẽ thả nạp hiệp lạc bạc ok chân nè nó hít dù là hóa dòng bì ca bà dương mình khó khní tế tùm rung đôi tạc khní tế cứ dương sắp chích heo hê nâng bộ nâng bình hơi ai anh chia nít đôi khní đai là tùm rung sổ bỏ viên á bà chân dương đơn thập bỏ rọt tì bấy cứ dương bà hết bà bỏ rọt tì mùi bỏ rọt tì bì rư bỏ rọt tì bấy ai bè hù bà chân á cứ dương bà hết mà dương bà hết ok và chúng tùm rung xung nua cứ mình khó khăn tích còn tại dương lực heo nâng hết đặt nơi khăn múc hỏi bốc cho mùi sắp chích bên nơi tận đáy verb ing nơi tận đáy chẳng dương how long have you been watching TV và chẳng dương khuyên dương lực heo màu khăn múc máu và sắp chích pronoun bỏ dưỡng hỏi bốc cho mùi bên hỏi bốc cho mùi verb hỏi time ing bạn chẳng chẳng dương tùm rung xung nua tùm rung bạc đại sách có mình khóc như đáy nè nó như tư dương còn tại a time not từ lứa heo rư có hê tay bằng nằm hói bốc chìa mùi nâng biến bạc hói bốc chìa mùi nâng verb ing chỉ mà chân dương còn là time not máu vì khai tư chìa tùm rung bạc đại sách thôi nhé bạc ok nâng cứ thật nơi khăn ông present perfect continuous bạc ok nên anh em xem núi muốn nâng dương chôn mê riêng bỏ dương hào dương nâng practice exercise ok if you don't have any question ok now we start we start look at our grammar focus okay ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបំពេញលំហាត់របស់យើងមក1 2 3 4 okay so we have 4 questions here ណាចាប់ផ្ដើមបំពេញមក so I give you about let's say 5 minutes to do it okay complete the conversation with the present perfect continuous បាទចូលបំពេញការសន្ទនាដោយប្រើpresent perfect continuous បាទនៅពេលដែលយើងឃើញវាជាទម្រង់សំណួរយើងត្រូវលើកវាជាទម្រង់សំណួរបាទជាទម្រង់បដិសេធយើងទៅសេវាជាទម្រង់បដិសេធបាទទម្រង់ស្របយើងទៅសេវាជាទម្រង់ស្របOkay, now start from, okay, who want to start first? Any volunteer to start question number one? Okay, Sambin, right? Can you complete the first sentence? One, A.What have you been doing lately? Well, I've been spending my free time at the beach. Okay, very good, right? So this is the question form mà tùm rung dùng đúa. Chẳng dừng trở lượt heo bà đời xa tài dừng pra heo. Đời xa tài dù ní chia bà rọt tìm pì. Bà bà rọt tìm pì. Bà heo. Bà chẳng dừng pra heo bà tìm. But have you
What have you been mà dân dân complete đặt been mà been. Okay, been. Rồi bộ môn rồi dân cứ been. Hãy bốc cho mùi nâng kê đi giả sạp lại. Do. Phải. Hãy dân thêm ing mà nơi chụp kê đi giả sạp nâng. Ing. Okay. Chân what have you been doing lately? Right. Chứng trong lại bao nhiêu nhiều pra mà và I have và nhiều pra have đồ đại và I have và rupa môn bao present perfect continuous trời tạm biệt have nâng have và ở miền nào bạn đấy ở bởi vì đã continuous nhưng thử phải been mà các bạn hiện tại been đồ đại right I have been right spend chứng nhưng say cái giá sắp đồ đại mà spend và spend bạn spend hỏi time ing mà bạn chấm chọc bạn chấm nước p đây nè nó này phơi lồng hát rồi có phơi ca prolong ấy cứ bị ai tranh mạp nặng tranh mạp nặng prolong midterm long ấy cứ ai tranh mạp nặng chấm nè nó này từ tại riêng phơi lồng hát này ok number two right number two chẳng thá can you try number two. For number two, have you been working hard time this year? Yes, I have. I have been making sandwich at lunchtime cafe for past few months. Okay, very good, right? Chứng dương C về má mà chứng này nói. Bà chẳng dễ tâm rung xung nua bà chẳng dũ chúng ta đã prao cho mùi heo bà lại bà heo rồi bà dưới cửa sọ thông heo bà ok have you been right so been nhưng đặt been máu bà have you been nói bố cho mùi kê giả sắp verb right bà verb rồi bà dưới nấy bà dùng time ing mà chọc bạn right ok have you been working part time this year right yes I have và dùng dùng để dùng try với dùng try chia present perfect được kia nè yes I have right I have tiền máu và dùng I have right been right dùng time been I have been making right making bạn I have been making my time ing ba. Chừng lại này cứ trâu ba. I have been making sandwich at the lunchtime cafe for the past few months, right? So this is correct, right? Okay, question number 3, right? Anybody volunteer? Suphet. Đương Suphet. Chị con. Three. Can you try number three? Okay. Three. A. How have you been feeling recently? B. Great. I have been getting a lot of sleep and I haven't been drinking as much coffee since I stopped working at a coffee shop. Okay, very good, right? So how have you been feeling, right? How have you been feeling lately? Bạn, miền ở rộm giang nào đây, thamay thamay này bạn. How have you been feeling lately, right? Great, right? Chứng dân pra present perfect can you time have, I have, right? But I have. Hồi thảm biến máu và thảm biến. Hồi dân bầu cho mùi kẹt và chẳng dân kẹt thiên ní kì dân trai đập bột thi bỏ viên á kẹt thiên ok. Đập bột thi. Hồi ING máu và kẹt thiên ING ok. I have been getting a lot of sleep right. Chẳng lại ní chi tùm rung bạc đi xài. Chẳng dân pra heo đồ đại right. I have. Và hồi dân thảm not.
I have not. Rồi cô dương say cut, I haven't. Bài. I have not been. Bài dương time been mà. Bài hỏi time drinking. Right? Bài time drinking. Right? I have not been drinking. Okay, I have not been drinking. Bài time ing. Nhi cứ tùm rung phát này xài nha. I have not been drinking. Right. Okay, very good, chị con. Okay, the last question, okay. The last question, Him Hui. Okay, teacher. For A, have you been getting enough exercise lately? B, no, I haven't. I have been studying a lot for a big exam. Okay, very good, right? So you put have, right? You put have. Tăng trang nghiệm, mặt trang nghiệm. Xây không là bài cả. Sắp trang nghiệm. Yes. Okay, so you put have. Right, have you been, right? Him hối. Have you been. Getting, right, so getting here. Double T. Okay. Okay, have you been getting enough exercise lately? Right? No, I haven't. I have, right, the same, right? I have been. Okay, studying, right? Studying. Studying, right? Time ing, huh? But I studying a lot for the big exam, right? Yes. Okay, good, right? So everybody understand the how to write the present perfect continuous, and you also know when do we use the present perfect continuous. Okay, very good. Okay, now let's move to another one. Okay, we skip this one, pronunciation, and we also speaking, right? So yes, speaking, you can try to practice speaking here. Okay, so we try to spend, let's spend 5 minutes, okay, to practice speaking by using the present perfect continuous with the following statement. Right, Lien Chan. Yes, sir. Liên Chan, chui an. Can you read the group work? Mà chui an group work bao nhiêu mà ca nghe chỉ còn lại nấy mà chui an đó. Bà chị group work. Every question to this list. Then take turn asking and answering the question. Remember to ask for further information. Further information. Okay, very good. Okay, chẳng những khi mình bị bà bạn đấy mà, nhưng okay, ở lớp guru lại nói bà eight này cứ dùng mình time nhé. Eight three question mà. Cho bằng time sùng nua bay sùng nua to the list mà tới nâng bằng chi tới list bằng chi và the list mà time bay sùng nua tới nâng bằng chi và nít cứ chỉ list bao nhiêu, ok anh ít hai list và chẳng list sùng nua tìm muối tìm pí tìm bầy chẳng kể ao dương cho tre tre nít mà này bay vật toán ao dương time
clear time tiết màu mà cái thì clear đại cái đạn năng dương an kết luận ảnh đấy bà rút háo bản đèn rút háo take turn bà take turn ấy cứ dương tay tại chu viền á bị thả take turn ấy cứ dương slack niền á dương slack niền bữa u thọ tha nhom su sầm bin su nhom chẳng hạn dương take turn ấy cứ dương slack niền su niền từ bên màu bạn vì muốn nhom nè su sầm bin nè slack rồi lấy sầm bin nè slack nhom nè su bên bạn chẳng dương take turn ok dương take turn bên này là dương slack niền bạn cho slack niền thằng ông ca su nâng slack sầm đồ bạn remember bà cho chong chám xuống nâu xuống bò đồng biên bằng thèm bà biết ta further này cứ bằng thèm bằng thèm information mà bò đồng biên bằng thèm ok mà bò đồng biên bằng thèm chẳng dừng mơ nơi khăn ông lý bò dường mà chẳng dừng chập đa đòi xuống núi này how you been bà chót how lately mà chẳng dừng ai chơi rơ phrase tìm mùi bò dường mà mùi have you been taking any lesson lately ba mai mai ni mien ban na rian me rian ai pa thaim tiet de ba ba okay have you been working out lately ba chang pia working out ni keu mon men tveu ka te keu working out klai ni keu jeung samdai te dol ka hat pran jeung teu gym damai hat pran teu gym damai hat pran bà miền bàn hạt pran đấy have you been working out lately mà miền bàn hạt pran đấy thay ní have you been learning a new hobby lately bà miền bàn riêng nấu cách ca như cùng sam thay thế bắt chở bọn ní vậy have you been working long hour lately bà miền bàn phơi ca you thế thay ní bà have you been reading any good book lately ba thmey thmey ni mien ban an se phau lo lo ni have you been playing any cool video game lately ba mien ban leing a game video loy loy de ba have you been traveling lately ba mien ban tveu damnao te thmey thmey ni ba have you been staying up late lately ba staying up late mien nai da jeung chol teah yut rứa có dương cro cho kỳ anh nên hai ta staying up late và bạn này tha bây dương này khăng khai tiếc dương lại ta đa lên đa ấy từ và du từ mọi mà chỗ tiếc bây dương lâu tiếc dương ở cho kỳ đấy dương lại thui lòng hát bà mưa video bà check Facebook lạ năng lạ từ mọi dương cho kỳ chẳng dương nơi dù và chẳng staying up late nên là dương stay up late nên là dương cho kênh dũ đi có cho mọc đọt tiền dũ bạn ok stay up late chứ những ai time clear bay đời khuôn dưỡng mà clear thì mũi clear thì bí nâng clear thì bay đời khuôn dưỡng bà ok chứ nhận nó thì dũ lắm rồi bạn dũ lắm bạn đi cứ chỉ lùm nôm ụ tì hò đi chỉ ụ tì hò nâng nâng nông ca xua nghe dưỡng bạn chứng thì dương ai chập đàm xua khnía bạn xua khnía đó bạn chứng cái ao ute hò lại have you been taking any lesson lately bạn mấy mấy những miền bang điền mấy điền nào một tí bạn chứng dương trả lời yes I have bạn nhầm bán I've been taking driving lesson nhầm bán riêng ca bạc bộ right yes really oh man how is that going but how is that going ta vì chẳng mạch đã và cái lại như bên cái su bị đi bà how is that going right how is that going chứ mạch đã bà bò lắm mà great bà bất chỉ ở chá I think I'm becoming excellent driver bà nhóm cực thác nhóm nâng khai tới chi nhạc bà bò đó ở chá bà đó bù cài đó ở chá là excellent driver ok chẳng dương chi diêm su sùng nú chi diêm cháu hỏi chi diêm à su sùng nú to thật tiệt bạn to thật tiệt ok chứ này anh ấy vô lên đấy vô là ok chứ là lấy dương ai vừa u từ ho mùi tiền mà u từ ho thì pi bà work out bạn chứ miền này su miền này chảo bạn miền này su miền này chảo hỏi group work này mình chăm bài tập pi này thế này là trong chảo bật thái mình chảo máu mà vừa dừng thời gian như chỉ group mà bạn này thì riêng chỉ ca son này như này không group rồi bao nhiêu bạn
Okay, okay, nét nói này kết sân tới bà dương xong ra pram này tiết bà thay dương nên chôn với dương nó practice exercise này nhé.